Để bài tập số 2 thì ở đây nó cho hàm cung hàm cầu một loại hàng hóa. Câu A nó yêu cầu là với điều kiện nào của B thì cung và cầu đều dương. Với điều kiện trên hãy viết cân bằng thị trường, phương trình cân bằng thị trường. Rồi câu B là nó yêu cầu xác định hàm cầu dư và khảo sát tính đơn điệu của hàm này. Chứng tỏ rằng luôn tồn tại duy nhất giá cân bằng nằm trong khoảng 3 năm. Thì đầu tiên á, là chúng ta sẽ tìm cái điều kiện để cung cầu đều dương. Thì ta có cung, hàm cung là nó dương và hàm cầu nó dương. Thì nó sẽ xảy ra khi nào? Thì hàm cung mà nó dương á thì có nghĩa là 0,1 b bình phương cộng 5b trừ 10 dương. Hàm cầu dương là 50 chia cho b trừ 2 là dương. Và mình giải cái hệ bất phương trình, cái này nó gọi là hệ bất phương trình. Đấy. Cái phương trình thứ nhất là phương trình bậc 2 theo b, thì ở đây mình có thể bấm máy. Thì em bấm là đối với máy 580 đó, bấm menu alpha A là bất phương trình đa thức bậc 2 lớn hơn 0, mình chọn số 1. Hệ số A đây là hệ số trước b bình phương đó, là 0,1. Và hệ số B là 5. Hệ số tự do là trừ 10. Thì ở đây mình ra được hai cái tập nghiệm đó, tức là thứ nhất là viết nhỏ a với a là 51,93 nên làm tròn, tức là chỗ này cái phương trình thứ nhất á, thì nó sẽ tương đương ra hai cái trường hợp, tức là b nhỏ hơn âm 51,93. Âm 51,93 nếu mà làm tròn 0,93 này. Còn x lớn hơn b và b bằng 1,93. Thì trường hợp 2 tức là b nó phải lớn hơn 1,93. Còn cái phương trình thứ hai là phương trình này nè. Phương trình dưới đây. Chúng ta lưu ý phương trình dưới đây. Thì 50 chia b trừ 2 mà lớn hơn 0 thì cái b nó phải lớn hơn 2. Là b trừ 2 lớn hơn 0 thì b lớn hơn 2. Và ta kết hợp hai cái điều này lại thì ta được là b lớn hơn 2. Đấy. Thì ta kết luận là vậy. Khi b lớn hơn 2 thì cung cầu đều dương. Tiếp theo là ta viết phương trình cân bằng thị trường. Thì ta có phương trình cân bằng thị trường là là mình sẽ cho S bằng B. Xin lỗi, cho S bằng D. S bằng D, cung bằng cầu. S bằng D ha. S bằng D thì ở đây S á, thì mình sẽ thay bằng 0,1 B bình phương cộng 5B trừ 10. Và bằng B bằng D tức là bằng 50 chia cho B trừ 2. Do B lớn hơn 2 rồi cho nên là trong cái phương trình này mình nhân hai vế cho b trừ 2 thì nó sẽ tương đương 0,1 b bình phương cộng 5b trừ 10
nhân cho b trừ 2 thì mình nhân cho một hiệu cho nên mình phải đóng ngoặc lại. Đấy. Bây giờ mình sẽ chuyển vế, mình nhân cái này vô thì 0,1 b bình phương mà nhân cho b là bằng 0,1 b mũ 3, rồi 0,1 b bình phương mà nhân cho trừ 2 là trừ 0,2 b bình phương. Tiếp tục là 5b này mà nhân cho b là 5b bình, rồi 5b này nhân cho trừ 2 là trừ 10b, rồi trừ 10 nhân cho b, trừ 10 nhân cho b là trừ 10b, rồi cộng 20. Đây là trừ 10 nhân 2, trừ 2 là cộng 20. Và số 50 này mình chuyển vế qua luôn là trừ 50 bằng 0. Đấy, sau đó mình sẽ gom lại 0,1b bình phương, 0,1b mũ 3, 0,1b mũ 3. Chỗ này 5b mà trừ 0,2 b bình, 5b bình trừ 0,2 bình thì còn lại là cộng 4,8 b bình. Tức là thằng này mình kết hợp với thằng này thì nó ra được 4,8 b bình, rồi trừ cho 20b trừ 30 bằng 0. Thì đây là cái phương trình cân bằng thị trường. Thì hiển nhiên là phương trình cân bằng thị trường thì mình có thể lấy từ ở trên đây, ngay từ trên đây xuống cũng được. Rồi, tiếp theo là yêu cầu xác định hàm cầu dư. Hàm cầu dư tức là lấy hàm cầu trừ hàm cung. Câu B. Hàm cầu dư. Tức là mình sẽ đặt FB bằng DB này trừ cho SB. Thì DB của mình đó là nó bằng 50 chia cho B trừ 2. Còn SB của mình là nguyên cái cụm này. Như mình không biến đổi. Mình không biến đổi tại vì đây là hàm. Thì bây giờ nó kêu sẽ khảo sát cái hàm này. Vấn đề nó yêu cầu là khảo sát sự đơn điệu, tính đơn điệu của hàm này. Thì khảo sát đến đơn điệu của này thì mình sẽ tính đạo hàm. Thì ta có f phẩy b bằng gì? Cái này là mình áp dụng công thức một chia v đạo hàm đó. Thì cho thằng nhân chỗ này ra để ghi công thức nha. 1 chia v đạo hàm thì bằng trừ v phẩy và chia cho v bình. Thì ở đây là 50 chia v, vậy thì 50 mình đem ra ngoài. Rồi 1 1 chia cho b trừ 2 thì nó bằng là trừ 1 chia cho b trừ 2 tất cả bình. Trong đây thì mình đạo hàm bình thường là b bình phương thì đạo hàm bằng 2b, vậy thì nó ra là 0,2b cộng 5. Thì lúc này nó sẽ bằng trừ 50 chia cho b trừ 2 tất cả bình phương trừ 0,2b trừ 5. Thì lý do là cái hàm này vì cái b của mình nó đang là lớn hơn 2 nên suy ra là cái f phải b lúc nào nó cũng âm. B mà lớn 2 thì trừ 0,2b là nhỏ hơn 0 và trừ 5 cũng nhỏ hơn 0. Cái cộng bên trước này cũng nhỏ hơn 0. Vậy thì f phải b này lúc nào cũng nhỏ hơn 0. Đấy, thì thế suy ra FB là nghịch biến. Nghịch biến với nghịch biến với mọi bên nó
Thêm nữa ở đây á, thì nó kêu khảo sát tính đơn điệu của hàm này, thì với mọi b lớn 2 thì hàm này nó nghịch biến, nhưng mà ở đây nó kêu thêm là chứng minh rằng cái hàm này luôn luôn tồn tại một cái giá cân bằng nằm trong phải 3 năm đó, tức là mình sẽ chứng minh rằng cái hàm FB này à, nó sẽ có nghiệm trong khoảng 3 năm. Hàm FB là nằm chỗ này. À, tiếp theo là chúng ta sẽ chứng minh cái hàm FB này nó sẽ có nghiệm trong khoảng 3 năm. Thì vì cái hàm FB này nó nghịch biến với mọi b lớn hơn 2 nên suy ra thằng FB này nó cũng nghịch biến trên cái khoảng 3 năm, nên suy ra là cái phương trình FB mà bằng không đó, nó sẽ có nhiều nhất một nghiệm. Trên khoảng 3 năm. Là lý do tại sao? Thì ở đây chúng ta thấy là do cái hàm mà nó nghịch biến trên một cái khoảng từ 3 đến 5. Thấy không? Nghịch biến trên khoảng từ 3 đến 5 thì đồ thị nó trên khoảng 3 năm này. Chỗ này là 3, chỗ này là 5 thì nó là cái đường cong đi xuống như thế này. Thì đi xuống có khi là nó sẽ cắt trục vành tại một điểm và có khi không. Chẳng hạn như là nó cũng đi xuống nữa nhưng mà tất cả nó đều nằm ở trên trục vành hết như thế này, đúng không? Thì chỗ 3 đây, số 5 đây, vậy thì có nghĩa là nó không cắt trục vành trên khoảng 3 năm, tức là cái phương trình FB bằng không là nó không có nghiệm. Rồi trong trường hợp này thì nó sẽ có một nghiệm. Rồi tóm lại là cái nếu mà cái hàm mà nó đơn điệu á, cái hàm mà nó đơn điệu á, thì nó cái phương trình FB bằng không nó sẽ có nhiều nhất một nghiệm thôi. Nhiều nhất một nghiệm. Ngoài ra ta ghi mặt khác á, mặt khác thì cái hàm FB là nó liên tục trên đoạn 3 năm, trên đoạn nha, tức là nó liên tục trên khoảng 3 năm và liên tục trái, liên tục phải tại điểm 3 và liên tục trái tại điểm số 5 này. Đấy. Và chúng ta có F3 nhân cho F5 nó âm. Chúng ta có thể kiểm kiểm tra lại bằng cách là chúng ta sẽ nhập cái hàm này vô. Chúng ta nhập cái hàm này vô. Vô máy tính và chúng ta tính thử F3 và F5. Đấy, nhập hàm này vô tức là 50 nè. Chia cho B mà nhập bằng chữ X nha. Rồi trừ cho 0,1 X bình phương cộng 5X trừ 10. Thế thì mình sẽ tính F3. F3 nó sẽ bằng là 444,1. F3 là 44,1. Còn F5 thì sao? F5 là nó là âm 0,83. Như vậy thì nó có một cái số âm, số dương, cho nên nhân nhau là nó nhỏ hơn không. Đó. Cho nên là suy ra cái điều này xảy ra đó. Nên cái phương trình FB bằng không có ít nhất một nghiệm.
trong chỗ này tôi ghi viết rất chữ nghiệm viết đây. Có ít nhất một nghiệm. Một nghìn trên khoảng 3 năm thì cái điều này mình tạm gọi là điều số 1 và điều số 2, tức là số nghiệm của phương trình fx bằng 0 theo điều thứ nhất này, theo điều số 1 này là nó nhỏ bằng 1, và theo điều số 2 này nó sẽ lớn bằng 1, và kết hợp 1 và 2 thì sẽ suy ra được là cái phương trình FB mà bằng 0 thì có duy nhất một nghiệm thuộc cái khoảng từ 3 đến 5. Mà cái phương trình FB bằng 0 có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái dư cầu, cầu dư nó bằng 0, có nghĩa là D nó bằng B, D nó bằng S, tức là lượng cầu với lượng cung bằng nhau. Mà có một cái điểm duy nhất làm lượng cung với lượng cầu bằng nhau, có nghĩa là gì? Có nghĩa là vậy. Đó, sẽ tồn tại duy nhất tồn tại duy nhất một cái gì? Một cái giá cân bằng nằm trong khoảng 3 năm. Nằm trong khoảng 3 năm. Vậy thì tóm lại là chúng ta đã giải xong cái bài số 2. Thì trong cái bài số 2 này các em lưu ý là ở đây mình đã sử dụng hai tính chất của cái hàm số. Thứ nhất là tính chất của hàm số đơn điệu, và thứ hai là tính chất của hàm số liên tục. Tức là chúng ta có thế này. Nếu như hàm số fx liên tục trên đoạn AB và FA nhân FB nhỏ hơn 0 thì phương trình fx bằng 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng AB. Và thứ hai là nếu hàm số đơn điệu trên khoảng AB thì cái phương trình fx bằng 0 có nhiều nhất một nghiệm trên khoảng AB. Thì chúng ta vận dụng cái điều đó để kết luận rằng cái phương trình fx bằng 0 đó, là nó có duy nhất nghiệm trên một cái khoảng AB nào đó. Và cụ thể ở đây cái bài này thì chúng ta chứng minh là cái phương trình FB bằng 0, FB là hàm dư cầu đó, là nó sẽ có nghiệm duy nhất trên cái khoảng từ 3 đến 5. Và do đó nó sẽ tồn tại duy nhất một cái giá cân bằng nằm trong khoảng 3 năm.